Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ bổ sung quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ mầm non phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh và thiết bị có chức năng cảnh báo. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 5 tháng đầu năm nay tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự phục hồi đang ngày càng rõ nét về năng lực sản xuất công nghiệp. Quy trình thông báo xả lũ của các nhà máy thủy điện ở Hà Giang còn nhiều bất cập, dẫn đến thiệt hại nặng nề của người dân ở vùng hạ du. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 6, tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước, khẳng định sẵn sàng cùng Chủ tịch Tập Cận Bình duy trì truyền thống trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì giao lưu và tiếp xúc các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực và nỗ lực phấn đấu đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai bên cần thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của nhau, tích cực tìm kiếm biện pháp xử lý thỏa đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc UNCLOS năm 1982. Đại sứ Hùng Ba khẳng định, Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam duy trì ổn định, phát triển nhanh và thực hiện thuận lợi mục tiêu phát triển. Đại sứ Hùng Ba khẳng định phía Trung Quốc sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao, đi sâu hợp tác trên các lĩnh vực, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt không ngừng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Ngày 11 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên họp thứ 34 cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý đối với một số dự thảo luật, xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, đợt 1, kỳ họp Quốc hội thứ 7 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác nhân sự được tiến hành kịp thời, đúng quy định, quy trình. Đáng chú ý, việc chậm gửi tài liệu cơ bản đã được khắc phục, cho thấy nỗ lực cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phiên họp này sẽ tiếp thu, chỉnh lý đối với 8 dự thảo luật và 3 dự thảo nghị quyết. Đối với 2 dự thảo luật, nghị quyết mới được bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 là dự án luật sửa 4 luật, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng và nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây đều là những nội dung cấp thiết, đề nghị thường vụ góp ý làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo chất lượng, trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp. Thảo luận về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, các ý kiến trong thường vụ ủng hộ việc bổ sung quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh và thiết bị có chức năng cảnh báo chống bỏ quên trẻ trên xe. Tiến hành một cái đợt rà soát các cái xe chở học sinh không đảm bảo tiêu chuẩn là loại ra hết, và cái anh nào đảm bảo tiêu chuẩn thì dán nhãn vào cái xe đưa đón học sinh. Xe này được ưu tiên nhưng mà cũng phải có cái ký hiệu tránh cái lợi dụng. Đề nghị bổ sung là không chỉ quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục mà còn phải quy định trách nhiệm của cơ sở kinh doanh vận tải khi mà đưa đón trẻ em học sinh bằng xe ô tô. Bởi vì nó có hai hình thức vận tải như thế, thì nếu mình chỉ có quy định đối với cơ sở giáo dục thì chưa đủ, mà còn phải cơ sở kinh doanh vận tải nữa. Anh cũng phải có trách nhiệm trong cái việc này. Về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, tức là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị nên lấy phiếu biểu quyết. Chọn là hai phương án, nhưng mà trong cái chỉ đạo của chúng ta thì chúng ta thấy cái phương án nào mà nó thuận nhất, nó có lợi nhất thì để lãnh đạo chỉ đạo để đại biểu Quốc hội là biểu quyết. Thì vấn đề này thì tôi thấy lấy phiếu là tôn trọng cái sự dân chủ, cái ý kiến của tập thể. Mặc dù là đa số là đồng thuận hết, nhưng mà có 9-10 ý kiến phát biểu thì nó còn ý kiến khác nhau, thì chúng ta phải thể hiện bằng phiếu. Thảo luận về dự thảo luật đường bộ,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý rà soát kỹ quy định về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ, đảm bảo tính khái quát, không quá chi tiết, phù hợp với từng loại đô thị, phù hợp với điều kiện hiện nay cùng lộ trình thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã biểu quyết đồng ý về mặt nguyên tắc đối với dự thảo nghị quyết về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thủ đô sửa đổi, cho ý kiến về quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Cũng trong sáng ngày 11 tháng 6, tại cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để bổ sung hoàn thiện dự thảo nghị định, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tránh xung đột với các luật khác trong hệ thống pháp luật. Theo dự thảo, nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai có 10 chương 114 điều, trong đó đã thể chế hóa được các điều khoản trong luật đất đai liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cho chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện trong quản lý và sử dụng đất đai. Dự thảo cũng đã chỉnh lý bổ sung quy định về xác định loại đất, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, chi tiêu, sử dụng đất. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 5 tháng đầu năm nay tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Tổng cục Thống kê, cũng thời điểm này năm ngoái chỉ số này giảm 2%. Điều này cho thấy sự phục hồi ngày càng rõ nét về năng lực sản xuất công nghiệp cũng như tín hiệu thị trường tích cực nửa đầu năm nay. Sản lượng 6 tháng tăng đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến doanh thu cả năm cũng tăng đến 70%. Nắm lấy cơ hội này, doanh nghiệp dệt may này đã nhập thêm dàn máy khâu tự động để nâng cao sản lượng. Hiện chúng tôi ký kết nhiều đơn đặt hàng số lượng lớn với các đối tác. Tín hiệu rất khả quan, chúng tôi mở rộng đầu tư, xây dựng thêm một nhà máy ở Phú Thọ, dự kiến có sản lượng cao hơn 2,5 lần so với nhà máy ở đây. Phú Thọ là một trong những địa phương nhóm đầu với ngành chế biến chế tạo tăng trưởng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các doanh nghiệp FDI đóng góp đến gần một nửa giá trị gia tăng toàn ngành. Thứ nhất là do các cái đơn vị động lực mới, các đơn vị mới đi vào hoạt động, đóng góp vào cái mức tăng này chủ yếu là cái nhóm ngành về sản xuất điện tử. Nhóm ngành phục hồi thì nó gồm có các may mặc, ngành giấy, sản xuất giấy và hóa chất. 55 trên 63 địa phương đều ghi nhận tăng trưởng ngành sản xuất công nghiệp 5 tháng qua. Bức tranh sản xuất công nghiệp có hai chiều tác động qua lại rất rõ. Chiều xuất khẩu với chỉ số mua hàng ngành sản xuất PMI trên mức 50 điểm tháng thứ 2 liên tiếp cho thấy nhu cầu đặt hàng phục hồi giúp cho đà sản xuất trong nước tăng. Còn chiều bên kia, nguyên phụ liệu đầu vào lại càng phải sẵn sàng để đáp ứng. Do vậy mà kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 5 tháng tăng mạnh, trong đó gần 89% là hàng hóa nguyên liệu then chốt như là dệt may, máy móc, thiết bị điện, điện tử. Như vậy, có rất nhiều triển vọng tăng trưởng công nghiệp và xuất nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối năm nay. Các cái giải pháp về kích cầu trong sản xuất, mà cụ thể là giải ngân cái vốn đầu tư công cũng như là các cái chính sách của chính phủ thì cũng đã góp phần làm cho năng lực của các cái doanh nghiệp sản xuất trong nước được tăng cao trong cái thời gian vừa qua. Khả năng thu hút FDI cũng như là cái giải ngân vốn FDI cũng là một trong những cái động lực để góp phần cho sự phát triển của ngành công nghiệp. Chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất đạt ngưỡng 50 trở lên cũng phản ánh các điều kiện kinh doanh đã cải thiện nhẹ ở tháng thứ 2 liên tiếp, nổi bật là sản lượng ngành sản xuất tăng. Như vậy, những quyết sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường đang phát huy hiệu quả, tạo trợ lực rất lớn cho đà sản xuất kinh doanh của cả năm. Nhiều dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo hợp đồng BOT và BT tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều vướng mắc, đòi hỏi phải có hướng xử lý triệt để hơn. Chỉ với dự án 2,7 km đường vành đai 2, lãi vay ước tính mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải chịu đến thời điểm cuối năm ngoái đã là 813 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng là gần 15 tỷ đồng. Trước việc chậm trễ thi công dự án BOT đường nối Võ Văn Kiệt, mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư của dự án này do nhà đầu tư đã không còn năng lực thực hiện dự án. Việc xem xét chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT là có cơ sở để nhằm chúng ta có thể khởi động lại, tiếp tục triển khai thi công công trình hoàn thành. Sau khi hoàn tất được cái thủ tục chấm dứt hợp đồng thì Sở Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các sở ngành có liên quan căn cứ trên cái tính chất cấp thiết của dự án rồi cái khả năng cân đối của ngân sách thành phố để tham mưu cái phương thức đầu tư phù hợp
nhằm hoàn thành sớm đưa công trình vào sử dụng, góp phần phát triển hoàn chỉnh cái hệ thống hạ tầng cơ sở của thành phố. Chuyển dự án đường nối BOT Võ Văn Kiệt sang phương thức đầu tư công. Đây là hình thức đầu tư mà Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho là phù hợp. Không chỉ có dự án này, theo các chuyên gia, nhiều dự án đang vướng khác cũng nên đi theo hướng này, bởi thời điểm này kêu gọi vốn đầu tư không dễ, trong khi vốn đầu tư công có nhiều chỗ còn chậm, có thể điều chuyển để vừa giúp thành phố tăng tỷ lệ giải ngân, đồng thời giúp thành phố quản lý giám sát dự án được tốt hơn. Tôi tin thành phố chúng ta cũng có một số dự án vướng gần 10 năm nay rồi. BT mà chúng ta không hoán đổi được về những điều khoản trước đây hợp đồng thì tôi nghĩ nên thực vốn ngân sách để chúng ta thực hiện là gọn nhất mà pháp lý nó vững vàng hơn, bởi vì chúng ta đã có nghị quyết 98 thì tôi nghĩ cho rằng là nên dựa lên những cái cơ chế đó để chúng ta làm. Cũng theo các chuyên gia, nếu dòng vốn này được nhanh chóng giải ngân sẽ tạo điều kiện kích cầu kinh tế, rút kinh nghiệm từ những dự án BOT và BT đang gặp khó. Thành phố Hồ Chí Minh cần có những điều khoản chặt chẽ khi ký kết với các dự án mới trong tương lai, trong đó xác định rõ trách nhiệm năng lực của từng nhà thầu. Nếu nhà thầu chính không thực hiện được thì nhà thầu phụ hoặc liên danh nhà thầu phải đảm bảo năng lực thực hiện dự án để tránh dự án bị gián đoạn khi đã triển khai. Gần 10.000 căn nhà ở xã hội là số căn nhà mà thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra từ nay cho tới năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc là sẽ có gần 10.000 hộ gia đình thu nhập thấp có cơ hội được an cư lạc nghiệp. Để làm được điều này, chính quyền thành phố Hải Phòng không chỉ quyết liệt trong khâu giải phóng mặt bằng mà còn tạo được sự thông thoáng trong việc xử lý các thủ tục hành chính, từ đó tạo động lực cho cả chủ đầu tư dự án và người mua nhà. Nhìn qua, đây như những căn liền kề thương mại. Thế nhưng, thực chất, nó lại là những căn nhà ở xã hội. Ông Quân rất vui và phấn khởi bởi 2 năm nay, từ căn nhà ở ngõ ngách sâu trong phố, được chuyển ra đây ở. Khu này rất đẹp và rất là tiện ích. Tất cả đầy đủ hết, trường học, rồi các trường mẫu giáo, rồi là cửa hàng, cửa hiệu, mua sắm là đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Và cuộc sống ở đây rất là tốt. Các anh bạn ở bên, gọi là bên phố cũ, tỉnh sang thì thấy là cũng ngỡ ngàng hơn so với lại cái ý nghĩ ban đầu. Dự án nhà ở xã hội xã An Đồng, gần 3.000 căn hộ, chia thành các khu nhà 3 tầng và 5 tầng đều đã ở kín các hộ dân. Mức giá dao động từ 370 triệu đến gần 800 triệu đồng một căn, tùy vị trí, tùy diện tích. Tôi không nghĩ với 368 triệu đã có được một căn nhà mơ ước. Tôi đã được sở hữu một cái tổ ấm nhỏ ở tại đây. Môi trường rất là thông thoáng, sạch sẽ và đảm bảo về an ninh trật tự. Các dự án nhà ở xã hội mới được khởi công tại Hải Phòng đang được triển khai nhanh chóng, như tại khu nhà ở xã hội Tràng Duệ, cung cấp hơn 2.500 căn hộ. Hiện hai block đầu tiên sắp hoàn thành đều đang dự kiến vượt tiến độ tới 6 tháng. Hải Phòng có sự chỉ đạo cực kỳ quyết liệt từ phía chính quyền địa phương. Ngoài ra, đấy là sự vào cuộc hỗ trợ mạnh mẽ từ phía các cơ quan ban ngành trong việc lập quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng cũng như là phê duyệt giá bán. Sở xây dựng phê duyệt đối tượng mua cũng khá là nhanh. Một cái nhiệm vụ hàng đầu đó là phải tạo một cái thủ tục hành chính thông thoáng và nhanh cho các cái dự án phát triển nhà xã hội. Thành phố cũng đã có cái chỉ đạo quyết liệt đối với các cái đơn vị và sở ngành thực hiện các cái thủ tục về đầu tư cũng như là các cái thủ tục liên quan đến quy hoạch và đầu tư xây dựng, đảm bảo là rút ngắn các cái thủ tục hành chính. Trong giai đoạn 2021-2030, chính phủ giao cho thành phố Hải Phòng phát triển 33.500 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thống kê số căn nhà ở xã hội mà Hải Phòng đã đạt được đang triển khai từ nay đến 2030 dự kiến là hơn 42.000 căn. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Cháy lớn tại vườn quốc gia Tràm Chim, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người đến hiện trường để dập lửa. Vụ khủng bố tại Đắk Lắk tròn một năm trước có sự chỉ đạo tiếp tay của các thế lực thù địch chống phá tại Mỹ, âm mưu đòi ly khai tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Thưa quý vị, vụ cháy tại vườn quốc gia Tràm Chim xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 11 tháng 6 đã cơ bản được khống chế vào tối cùng ngày. Vụ cháy tương đối lớn khiến cho cả chiếc xe của lực lượng chữa cháy đậu cách hiện trường một con mương nước bị cháy trơ khung. Từ trưa đến chiều tối ngày 11 tháng 6, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và người dân địa phương dập lửa,
nhưng do khu vực xảy ra cháy chủ yếu là rừng tràm, đồng cỏ khô, thời điểm cháy giữa trưa, nắng gắt, gió mạnh nên ngọn lửa lan rất nhanh. Ngoài diện tích rừng tràm, một số vườn cây ăn trái của người dân cũng bị cháy, gây thiệt hại nhẹ. Hiện tại các khu vực tiếp cận được ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy và đang nỗ lực tiếp cận vùng lõi, tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng ngăn cháy lan. Tính đến cuối ngày 11 tháng 6, tuyến đường giao thông lên các xã biên giới của huyện Mèo Vạc vẫn chưa được khắc phục xong sự cố sạt lở. Trong ngày 11 tháng 6, trời có mưa nhỏ, tình trạng ngập úng cục bộ vẫn còn, đường trơn trượt, sương mù dày khiến cho việc di chuyển đất đá gặp nhiều khó khăn. Ước tính lượng đất đá sạt lở tràn ra đường lên đến hơn 1.000 mét khối. Đất lở cũng tràn vào một số nhà dân. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũng đã di rời hàng chục hộ dân tại các khu vực có nguy hiểm đến nơi an toàn. Đây là những hộ dân sống tại các sườn đồi, mặt đất đã xuất hiện vết nứt, nguy cơ sạt lở rất cao. Trận mưa lũ những ngày vừa qua được đánh giá là hiếm gặp ở tỉnh Hà Giang, vì lượng mưa có nơi trên 300mm xảy ra trong nhiều giờ đồng hồ. Ba nhà máy thủy điện trên sông Miện và ba nhà máy thủy điện trên sông Lô đã đồng thời xả lũ để tránh cho thành phố Hà Giang bị ngập sâu. Tuy nhiên, người dân và chính quyền xã ở các địa phương vùng hạ du sông Lô cho biết họ không nhận được thông báo trước khi các nhà máy thủy điện xả lũ. Sau gần một ngày, anh Soạn mới trở lại được nhà để vận chuyển đồ đạc ra đến nơi khô ráo. Nước vẫn ngập gần 1 mét. Anh Soạn và nhiều người dân cho rằng nước lên rất nhanh, nhiều đồ đạc tài sản có giá trị không kịp di rời. Không có bất cứ một thông tin gì, nó lên dâng nhanh quá, nước lên dâng. Chắc khoảng rơi tầm khoảng 2 tiếng là nó ngập toàn bộ. Dân trong khu này hầu như là tất cả những nhà bên cạnh này, kể xe máy cũng ngập hết. Quanh đây là hầu như là cơ bản là dân là hơi bị động. Tôi không nhận được một cái thông báo nào về việc xả lũ của thủy điện. Thực tế, tỉnh Hà Giang đã ban hành quy chế phối hợp cung cấp thông tin về vận hành đón xả lũ có hiệu lực từ tháng 8 năm 2021. Trong quy chế này quy định rõ trách nhiệm của tất cả các ban ngành và chính quyền địa phương từ cấp tỉnh đến cấp huyện để đảm bảo an toàn cho hồ đập và khu vực hạ du. Trách nhiệm để thông báo đến vận hành hồ chứa và xả là đó trách nhiệm là của các dự án, các đơn vị vận hành thủy điện. Vì người ta mới là người trực tiếp vận hành thì người ta phải có trách nhiệm. Vì trong luật đã quy định rõ rồi, anh phải có trách nhiệm thông báo phần hạ du về để thực hiện cái... Nhà máy thủy điện thì khẳng định đã ban hành thông báo xả lũ tới tất cả đơn vị chức năng. Thông báo cho người dân ở quanh khu vực bằng cách là dùng còi. Ngoài ra thì đối với lũ to thì bọn em có gửi báo cáo nhanh, tin nhắn nhanh lên nhóm phòng chống lụt bão ra bằng Zalo ạ. Việc thông báo xả lũ để điều tiết lũ là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, việc chính quyền xã trên địa bàn huyện Vị Xuyên không nhận được những thông báo này chứng tỏ các cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong tình huống khẩn cấp chưa thực sự tốt. Bởi nếu nhận được thông báo xả lũ trước từ 2 đến 5 tiếng đồng hồ theo quy định, thì người dân có thể kịp thời di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các nhà máy thủy điện bằng cách này hay cách khác đều đã có thông báo xả lũ trước với Sở Công Thương và một số đơn vị trên địa bàn ở các xã vùng hạ du. Nhưng những thông báo này có đến được với người dân ở vùng hạ du hay không, và chính quyền địa phương có chủ động thông báo cho người dân về tình trạng xả lũ của các nhà máy thủy điện sẽ gây ngập úng hay không thì thực sự còn nhiều bất cập. Mưa lũ tại Hà Giang đã gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản. Và trong những lúc khó khăn, nguy cấp nhất, chúng ta lại được chứng kiến những câu chuyện cảm động, những hình ảnh đẹp của các lực lượng nỗ lực ứng cứu nhân dân. Nước dâng nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, toàn bộ căn nhà của anh Nguyễn Văn Khiết đã chìm sâu. Cả nhà anh, trong đó có hai cháu nhỏ, phải đu lên xà nhà. Gia đình tôi phát hiện ra thì nước đã ngập đến rốn rồi, qua giường rồi, thì gia đình trèo lên gác và chờ đợi cứu hộ. Vì cũng may mà có các chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang đã đến hỗ trợ. Chị Nguyễn Thảo Liễu thì gặp lũ ngay trên đường đi sinh. Các lực lượng chức năng cũng rất là nhiệt tình đến tận nơi để giúp em chuyển đồ và giúp em di chuyển lên xuống. Nước lũ dâng cao ngay tại thành phố đã khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, nhất là những nhà có người già, trẻ nhỏ. Cháu bé mới hơn một tháng tuổi này đã may mắn được lực lượng công an, bộ đội phối hợp đưa đến nơi an toàn. Vào để cứu những người ra,
còn tài sản thì không thể cứu được, lúc đấy ngập hết rồi. Người dân Hà Giang chắc chắn sẽ không thể quên hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện Mèo Vạc băng mình xuống dòng nước xiết để cứu người. Có hai người trôi, còn một người thì đứng ở giữa suối chảy xiết, thì trong lúc cấp thiết quá tôi nhảy từ máy xúc xuống để cứu người dân qua lũ quét. Và lúc tôi lại chạy lên cứu công dân ở trên để lấy áo mưa, tôi vặn vào để cho chắc, tôi ném ra để kéo người dân vào. Những tấm gương về tinh thần quả cảm của các lực lượng cứu hộ sẽ là chỗ dựa vững chắc, giúp người dân thêm yên lòng mỗi khi thiên tai bất ngờ ập đến. Thưa quý vị, cách đây một năm, ngày 11 tháng 6 năm 2023, vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại tính mạng, sức khỏe của nhiều cán bộ, chiến sĩ, người dân, gây lo lắng hoang mang trong nhân dân, đã xảy ra tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Qua quá trình điều tra, Bộ Công an nhận định đây là vụ tấn công khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và có sự chỉ đạo tiếp tay của các thế lực thù địch ở nước ngoài. Một số tổ chức phản động lưu vong người Việt, các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan đã lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo, tổ chức huấn luyện cho số đối tượng trong nước và cử người xâm nhập Việt Nam chỉ đạo thực hiện vụ tấn công khủng bố này. Thờ Vinh Eban là đối tượng đứng ra thành lập nhóm tự xưng là lính Đề Ga, nhóm thực hiện vụ tấn công khủng bố. Theo cáo trạng, từ năm 2017, Thờ Vinh Eban đã bị nhóm hỗ trợ người Thượng, một tổ chức thành lập tại Mỹ, móc nối, kích động nhằm hoạt động chống phá. Theo cơ quan công an, nhóm hỗ trợ người Thượng có mục tiêu móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số, sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang, đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Imut Melo là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố này. Imut nói với tôi, nếu mà không đứng lên, không làm gì mà sau này thì thành nô lệ cả đời. Thì Imut nói là thành lập từ quân đội, thành lập nhà nước. Bên cạnh việc chỉ đạo chuẩn bị cho vụ tấn công, nhóm hỗ trợ người Thượng còn cử thành viên từ Mỹ xâm nhập trái phép vào Việt Nam để trực tiếp tham gia kế hoạch khủng bố. Imut là người cử tôi về. Imut chỉ nói là nếu mà chúng ta muốn giành lại năm tỉnh Tây Nguyên là chúng ta chỉ có đánh thôi. Lý do tôi về Việt Nam là tham gia cùng ven để về việc thành lập nhà nước Đề Ga đó. Ngoài nhóm hỗ trợ người Thượng, nhóm lính Đề Ga tại Việt Nam còn thường xuyên liên lạc với tổ chức Người Thượng Vì Công Lý. Tổ chức này có hoạt động lôi kéo, huấn luyện thành viên, chỉ đạo chuẩn bị tấn công khủng bố nhằm thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Một trong những đối tượng cầm đầu tổ chức này là Y Quynh Buôn Đắp, thường xuyên liên lạc chỉ đạo nhóm lính Đề Ga. Imut với lại Y Quynh giao cho tôi là đi tuyên truyền khắp nơi để tổ chức lại cái lính Đề Ga. Tôi có chuẩn bị hai khẩu súng hơi với là một ký hai thuốc nổ. Y Quynh đã chỉ đạo xúi dục phải chọn những trụ sở cơ quan nhà nước có ít người để dễ thực hiện, đồng thời chỉ đạo là phải quay video diễn biến quá trình thực hiện cuộc tấn công khủng bố, phá hoại, giết cán bộ, gửi cho Y Quynh Buôn Đắp để tuyên truyền cho cộng đồng quốc tế biết, can thiệp, hỗ trợ. Tháng 3 năm 2024, Bộ Công an thông báo hai tổ chức, nhóm hỗ trợ người Thượng và Người Thượng Vì Công Lý, đứng sau vụ tấn công khủng bố tại Đắk Lắk khiến 9 người thiệt mạng và phá hủy tài sản trị giá 2,5 tỷ đồng. Với những bằng chứng rõ ràng về sự tiếp tay cho vụ tấn công, 6 bị cáo ở nước ngoài đang bị truy nã đặc biệt về tội khủng bố. Quảng Ninh được du khách trong và ngoài nước biết đến với sự đa dạng của các loại hình du lịch dựa trên lợi thế biển đảo. Để thu hút thêm du khách, Quảng Ninh đang triển khai thí điểm đề án phát triển kinh tế ban đêm, đem lại cơ hội phát triển mới cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh. Qua gần một năm triển khai, các mô hình du lịch đêm đã góp phần hiện thực hóa quyết định 1129 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Hạ Long, Cô Tô, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều là 5 địa phương được Quảng Ninh lựa chọn thí điểm đề án kinh tế đêm giai đoạn 2023-2025. Để khai thác tối đa tiềm năng du lịch 4 mùa, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách, nhiều sản phẩm đêm độc đáo đã được triển khai.
Buổi tối không khí trên vịnh Hạ Long thật sự khác biệt, hương vị biển rất mới lạ. Lần sau, tôi sẽ dẫn thêm các doanh nghiệp, bạn bè và người thân đến đây tham quan. Hôm mực về đêm thì nó rất là mát, không khí thì nó trong lành nữa. Lần đầu tiên trong đời luôn, trải nghiệm mình rất là thích. 4 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 700.000 lượt khách du lịch. Doanh thu ước đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu khả quan sau những nỗ lực triển khai đề án kinh tế đêm của tỉnh. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả đề án này, vẫn còn những vấn đề cần tháo gỡ. Khi mà tham gia các cái sản phẩm du lịch đêm, chúng tôi cũng có vướng phải những cái cơ chế chính sách, những cái quy định. Trước mắt thì là chúng tôi cũng sẽ thí điểm, thế là sau đó là chúng tôi cũng dần dần từng bước tháo gỡ. Cái hạ tầng phục vụ cho kinh tế ban đêm thì còn nhiều hạn chế. Cô Tô thì chịu ảnh hưởng bởi cái thời tiết rất là khắc nghiệt của biển đảo. Thì nên cái việc thu hút các cái nhà đầu tư cho cái hoạt động kinh tế ban đêm còn nhiều khó khăn. Cái tính quy hoạch ở đây là rất là yêu cầu rất cao. Phải quy hoạch những sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí du lịch đêm ở chỗ nào. Nó giảm thiểu những cái tác động tiêu cực đến cái đời sống dân cư. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Thủ tướng vừa phê duyệt quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố, trong đó phân rõ từng vùng để phát triển du lịch. Quy hoạch mới này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương thực hiện đề án kinh tế đêm, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GDP của cả nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập về địa chỉ website VTV Go đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store và Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.